bị thi nha mọi người. Tập trung vô nè. Có biết replicate thì xin chị Vương Linh đi ăn rồi. Thấy chưa? Chị Vương Linh bèo anh rồi. Chị đừng có phá xét nữa chị My. Thôi chị bằng keo. Bao nhiêu thập kỷ để cho qua rồi? Đang nằm ngồi xuống tháng 9. Vô căn phòng không có một tia ánh sáng nữa hết. Cái phim này mà có stop motion. Không nhớ phải không? Rốt ngay lên nữa. Có phải đang nghe còn nghe khúc vậy? Đâu? Em mà lít. Đi chỉnh tiếng chuyện đó. Không có trễ được, không có trễ được. 48 tiếng đang đi tới hồi kết. Lên rồi, lên rồi. Đủ tội hả? Không có trễ được. Hãy